Phượng xin đọc cái bài báo Thổi Phồng và cái bài báo Lá Cải xuyên tạc của Việt Tân về cái phiên tòa vừa rồi, xử cái hội anh em dân chủ. Phiên tòa xử hội anh em dân chủ là ý cái bài, những cái bài báo này nói là không có khóc lóc này, cầu xin này. À, ngay sau khi phiên tòa xét xử các thủ lĩnh của tổ chức Tay Sai Việt Tân, hội anh em dân chủ này á, là các và các cái dư luận viên của Việt Tân đã phủ lên trên mạng một cái thông tin khoe khoang cho rằng là các bị cáo trong phiên tòa này á, rất hiên ngang khí phách, không có màn khóc lóc hay là xin xỏ thảm hại như các phiên tòa xử những cái quan tham ở trong nước. Rồi khen ngợi đến đẳng cấp, chính nghĩa tinh thần, bản lĩnh của các cái nhà đấu tranh dân chủ, mô tả sắc nét nhất là Phó Ất Lê Văn Sơn như anh hùng dân tộc. Vậy xin trích ra những cái vẻ đẹp và những cái tô màu, những cái phóng đại tô màu của Việt Tân là nhìn khuôn mặt của các anh này tự tại đanh thép hiên ngang và bất khuất, hai vị thiếu tá công an tỏ vẻ như là mệt mỏi và suy nghĩ chán chường. Tấm hình là sự phản phản chiếu rõ nét giữa cái thiện và cái ác, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa công lý và tội ác. Những người bị xét xử là những người đang nắm giữ chính nghĩa đó. Những luận điệu vô cùng xuyên tạc bố láo. Công lý và sự thiện, những kẻ nhân danh pháp luật để xét xử những người yêu nước lại là kẻ thuộc về cái ác và bất nghĩa. Các bạn thấy đó, không có tội thì ai bắt? Những cái là đám chống phá đất nước, khi bị bắt thì chúng lại lưu loa là như vậy. Chúng rất thương các anh chị em trong hội anh em dân chủ. Hôm nay là ngày các anh chị chịu nạn để phục hồi sức sống cho cả dân tộc Việt Nam. Thật là nực cười. À, phục hồi sức sống cho cả Việt Nam hay là dân tộc Việt Nam, hay là đang kéo giặc ngoại bang, đang tiếp tay với ngoại bang để phá hại đất nước Việt Nam, để gây chiến tranh tại Việt Nam. Đúng là cái những cái luận điệu của những cái kẻ phản quốc. Còn đây là diễn biến được thực hiện ra, thực tế đang được mô tả từ một một người tham dự trong phiên tòa. Phần bào chữa của các bị cáo, chủ tịch hội là Phạm Văn Trội đó, xin nhận tội nhưng bao biện không có mục đích, loanh quanh nói là không không hề có mục đích nào để lật đổ chính quyền nhân dân, và đã thành khẩn khai báo và lập công chuộc tội, và còn nói rằng là bố đẻ là có công với cách mạng nên xin khoan hồng, trở về gia đình sẽ làm lại cuộc đời, không dính líu đến tổ chức phản động nào nữa. Tiếp đến đó là phần tranh tụng của ông Nguyễn, nguyên chủ tịch là hội Phạm Văn Trội, tỏ ra là khá xúc động, thành khẩn đến sụt sùi rơi nước mắt, động thấu tim gan của bà nữ chủ tọa phiên tòa. Không chỉ có nguyên chủ tịch hội sụt sùi rơi nước mắt mà đồng đội của ông là Nguyễn Trung Tôn trước khi ra tòa đã viết đơn nhận tội và xin khoan hồng tại tòa. Tân khóc nức nở, Tôn khóc nức nở, khóc rất nhiều lần. Chính vị luật sư của hai ông này đã khai thác rất sâu vào các tình tiết, và hai ông đã nhận tội, đã có công khai báo, lập công chuộc tội trong quá trình điều tra, nhất là gia đình đều là cách mạng nòi, nên xin tòa vận dụng các điều khoản để giảm án cho các bị cáo. Song có lẽ ấn tượng xúc động với cái thái độ của nguyên chủ tịch Trội, nên bà thẩm phán đã đánh tục mức án xuống tục khung luôn,
cho ông này là chỉ còn 1/2 mức án so với cáo trạng. Còn ông Tôn có lẽ là thể hiện cái thái độ chưa thành khẩn trong cả một quá trình điều tra và chỉ giảm án 1 năm so với cáo trạng. Đề nghị cho dù hai ông này tiền án tiền sự ngang ngửa với nhau đó, không biết mấy cây bút của Việt Tân đã lỡ phóng bút rồi thì không biết họ có thấy lố bịch không, họ có thấy mắc cỡ không vì những cái lời nói của mình. Họ là vậy, chúng là vậy, họ chuyên môn là xuyên tạc và thổi phồng, bẻ ngược lại tình thế hết. Những người này là rất là hối hận, ăn năn hối hận lắm, khóc lóc và nhận tội. Nhưng bọn chúng luôn luôn lu loa lên à, thì bởi vì sao bọn chúng phải nói như vậy chứ, để còn dạ chào anh, để còn lôi kéo được rất là nhiều người nữa chứ các bạn. Đó, lôi kéo rất rất là nhiều người nhẹ dạ. À, khi đọc vào những bài báo này thì những cái người mà chưa bước vào đó họ sẽ tưởng đâu đó là một sự thật. À, đó là những cái điều mà chúng luôn là lên đây là lu loa để lôi kéo, để là che mắt những cái người không biết gì. Thì những cái con thiêu thân đó, cái Phượng đã nói rất nhiều lần rồi, rất còn những con thiêu thân đang lao vào ánh đèn. Có những người mà như bài vừa đọc cũng là con em của cách mạng lòi đó các bạn, nhưng mà chẳng hiểu gì sao họ cũng lại đưa xa chân vào những cái con đường này. Thì tất cả là chỉ vì tiền thôi, ham ăn mà làm biếng làm nó là như vậy thôi, chúng có cái gì hết. Mặc dù tiểu sử cha mẹ mình đó là từng làm cách mạng, cũng có nhiều người đã từng hy sinh cho cái mảnh đất này, nhưng mà đến thế hệ của con cháu thì cũng không 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 hề biết đến cái công lao và công ơn của cha mẹ mình đã hy sinh cho đất nước này, mà còn tiếp tay với bọn phản động để phá hại đất nước. Thì qua đây á là cũng là những bài học cho tất cả những ai và còn đang có một cái ý định để phản quốc mà tiếp tay cho cái tụi Việt Tân. Bọn Việt Tân là bọn khủng bố, bọn chúng luôn reo rắc những cái chiến tranh. Tham vọng của chúng, mục đích của chúng là chỉ muốn chiếm, muốn cướp. Khi mà chúng chiếm, chúng cướp được rồi đó, nhân dân ta sẽ làm nô lệ, rất là khổ. Vì vậy các bạn hãy tỉnh táo, đừng lên nghe cái bọn này nó lôi kéo, và cũng đừng vì những cái đồng tiền dơ bẩn của bọn chúng mà chúng ta đã đi bán rẻ cái lương tâm và bán rẻ cái tổ quốc của mình. À, Đức Phượng có đôi lời đến như vậy thôi. À, Đức Phượng xin ngừng ở đây. Chào tất cả các bạn.